thành phố Cần Thơ có 71 tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, gồm 67 đơn vị thuộc khu vực nhà nước, 4 đơn vị thuộc khu vực ngoài nhà nước. Tổng số nhân lực hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là 7.162 người. Hạ tầng trang thiết bị kỹ thuật khoa học và công nghệ, phòng thí nghiệm được đầu tư nâng cấp mở rộng, phục vụ không chỉ các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long mà còn cả một số tỉnh thành miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ được nghiệm thu và đưa vào sử dụng cuối năm 2012 với tổng kinh phí 81.500.000.000 đồng. Đây là đơn vị đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long được công nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Trung tâm có năng lực thử nghiệm, kiểm định và hiệu chuẩn trên các lĩnh vực như môi trường, xăng dầu, thực phẩm, vật liệu xây dựng, điện, trang thiết bị y tế. Còn đây là Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ đưa vào sử dụng từ năm 2010 với tổng kinh phí đầu tư từ 5.500.000.000 đồng. Đây là nơi tập hợp nguồn thông tin khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, góp phần tích cực trong việc phổ biến các kiến thức khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Một công trình khác là Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. Theo kế hoạch sẽ đưa vào hoạt động cuối năm 2018. Kinh phí 141.600.000.000 đồng, gồm hai khu nhà xưởng, văn phòng làm việc và các trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao hơn nữa hoạt động ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Thị trường khoa học và công nghệ của thành phố ngày càng phát triển, gần 150 sản phẩm công nghệ thiết bị sẵn sàng chuyển giao và 5.620 thông tin công nghệ thiết bị chào bán của 100 doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ có hiệu quả vào đời sống sản xuất từ năm 2013 đến năm 2017 với 149 đề tài dự án các cấp được thực hiện với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng. Song hành với các chính sách định hướng phát triển khoa học và công nghệ, thành phố Cần Thơ đang tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp với các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, năng suất chất lượng và phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh với tổng kinh phí dự kiến 53.100.000.000 đồng. Thành phố Cần Thơ triển khai nhiều chương trình có tiềm năng phát triển và có nhiều điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc có tên giao dịch quốc tế là KVIP đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2015. Bước đầu đã thu hút một số doanh nghiệp Việt Nam ươm tạo công nghệ. Với đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học tại Việt Nam và Hàn Quốc, KVIP sẵn sàng tham gia tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sinh Hóa Phù Sa, thành lập từ năm 2008, là một trong 4 doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại thành phố Cần Thơ. Lĩnh vực hoạt động của công ty tập trung vào nghiên cứu công nghệ gen trong cả 3 lĩnh vực: hóa học, sinh học và tự động hóa. Công ty đang hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và các công ty để tổ chức thực hiện các dự án nghiên cứu chung trong phát triển sản phẩm mới. Đối với khu công nghệ cao Cần Thơ, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào quy hoạch khu công nghệ cao cả nước. Các lĩnh vực công nghệ được ưu tiên phát triển tại khu công nghệ cao Cần Thơ gồm công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới và công nghệ năng lượng. Việc thành lập khu công nghệ cao Cần Thơ góp phần tạo động lực thúc đẩy sự phát triển khoa học kỹ thuật của thành phố và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đáp ứng yêu cầu mới về phát triển kinh tế xã hội liên vùng, trở thành một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cùng với sự phát triển khoa học và công nghệ, công nghiệp, công nghệ thông tin của thành phố cũng đã và đang vươn lên mạnh mẽ. Công nghiệp công nghệ thông tin của thành phố Cần Thơ từng bước phát triển với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 20 đến 25%. Thành phố Cần Thơ có 670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Doanh thu doanh nghiệp trên lĩnh vực này đạt trên 3.000 tỷ đồng. Chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, gọi tắt là ICT Index của thành phố Cần Thơ, đứng trong top 10, xếp hạng 5 trong số 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Thành phố Cần Thơ có 8 trường đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp có đào tạo về công nghệ thông tin. Hàng năm cung cấp khoảng 1.300 kỹ sư và chuyên viên công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực không chỉ của thành phố mà cho các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long.
tận dụng lợi thế về nguồn nhân lực tại chỗ có chuyên ngành về công nghệ thông tin chất lượng, tạo ra lợi thế lớn cho việc phát triển, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, công nghệ thông tin của Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thành phố Cần Thơ hiện đang mời gọi đầu tư dự án khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ. Vốn đầu tư hạ tầng dự kiến hơn 174 tỷ 600 triệu đồng. Quy mô 20,3 hectare tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Đến hết quý 1 năm 2019 sẽ giải phóng toàn bộ diện tích mặt bằng và song song đó là xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước, viễn thông, chiếu sáng. Việc hình thành khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ góp phần vào công cuộc đầu tư và phát triển các mô hình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cao phù hợp với mục tiêu quy hoạch chung và định hướng phát triển của thành phố. Với những tiềm năng và lợi thế đặc trưng, thành phố Cần Thơ là vùng đất hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cơ hội thành công cho các nhà đầu tư trên lĩnh vực khoa học và công nghệ và công nghiệp, công nghệ thông tin.